Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với ST Kid TV. Ngày hôm nay chúng ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình bong bóng, con, khủng, lòng. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Để tạo hình được con bong bóng, con khủng long, chúng ta cần có 3 quả bóng màu xanh lá cây, 1 quả bóng màu trắng. Ok, giờ chúng ta thổi một quả bóng màu xanh lá cây lên nha. Ở quả bóng màu xanh lá cây này chúng ta thổi chừa khoảng 7 ngón tay. Chừa khoảng 7 ngón tay, chừa một đoạn khoảng này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một đoàn bằng 4 ngón tay. Tiếp theo ta gấp là ta tạo một đoàn bằng 4 ngón tay cộng 2 ngón tay là 6 ngón tay nha. 6 ngón tay. Ta lấy đầu này cột qua đây. Ở đây ta tạo hai cái khóa nhỏ. Gần hai ngón tay. Một khóa. Hai cái khóa. Ok. Tiếp theo ta thổi quả bóng màu trắng lên. Quả bóng màu trắng chúng ta thổi khoảng nửa quả. Nửa quả ha. Ta lấy đầu quả màu trắng cột vào đây. Ta vặn 3 cái nho, một ngón tay thôi các bạn nhé, ta cái nho khoảng một ngón tay. Rồi. Ta lặn lấy đoạn cái đoạn xoắn này, tới đoạn này, này, các bạn để ý nha. Bên này chúng ta cũng tạo 3 quả nho, một ngón tay để làm cái răng. Răng con khủng long. Điểm cuối cùng ta cũng cột vào đây. Ở đây ta tạo cái con mắt của con khủng long cũng khoảng tầm 3 ngón tay. Cái đoạn dài ở bên trên, đoạn ngắn ở bên dưới nha. Đến phần cổ, đến phần cổ chúng ta làm một đoạn trắng khoảng 4 ngón tay. 4 ngón tay. Đoạn dài, đoạn màu xanh dài hơn khoảng 5 ngón tay. Ta quấn lại vào nha. Đây ta tạo hai cái khóa nhỏ rồi. Cái này nha. Bên này ta sẽ tạo một cái khóa. Rồi. Bây giờ ta tạo một đoạn khoảng 7 ngón tay. Thank you.
Cái này ta cũng tạo hơn 2 ngón tay, à 9 ngón tay. 9 ngón. Cái ngón để có cái độ bầu làm cái bụng. Ở đây ta cũng tạo 2 khóa này bằng máu xanh. Xanh lá cây nữa lên. Ở quả này ta cũng thổi khoảng nửa quả. Chưa lại nửa quả. Ở đây ta tạo một khúc khoảng 3 ngón tay. Ta làm cái đùi giống cái đùi con thỏ. Như video trước chú này giới thiệu nhé. Chú này giới thiệu. Đây ta tạo một vòng tròn 5 ngón tay. Đây là một khóa 2 ngón tay. Đây 3, 1, đoạn 3 ngón tay. Và tạo một khóa 2 ngón tay. Nhét vô cái vòng này. Khoảng cách khoảng 4 tay. Ta tạo một cái khóa khoảng 2 ngón tay. Đây ta làm một đoạn khoảng 3 ngón tay. Ta tạo một vòng tròn 5 ngón tay giống như cái kia. Tiếp tục ở đây tạo một cái khóa. Rồi, ta đây cũng nhét rồi. Mình dư mình ngắt cho nó bằng nhau. Đùi sau con khủng long. Đây nhét vô. Đây. Rồi bóng trắng ta tạo một khoảng khoảng 3 ngón tay. Còn qua đây. Đoạn này khoảng tầm 4 ngón tay. Còn cho luôn. Tiếp tục đây ba ngón tay, tiếp tục luôn, thân dữ, ép vào, rồi bước thứ hai chúng ta đã xong, tiếp theo chúng ta phủ cái bóng màu xanh lá cây này. Ta thổi khoảng nửa quả nhé. Rồi. Ở đây ta tạo 3 khóa làm 3 cái móng chân trước. Cột chân
phần này ta xoa bạn bằng phần này cùng đuôi. Tiếp theo ta tạo khoảng 4 quả nho. Khoảng 2 ngón tay nhé, búng vào nhau khoảng 2 ngón tay. Ta sẽ trộn cái cổng rồi. Rồi, tiếp theo 3 ngón tay. Ta để cầm cầm chút xíu cả. Ba khóa đây em. 1 rồi, chúng ta đã vừa tạo hình xong chú khủng long. Ok, đây là chú khủng long T-Rex, khủng long bảo chúa. Các bạn nào khéo vẽ thì vẽ con mắt giữ dần chiếu vàng lên chút xíu sẽ giống hơn. Mình vẽ hơi hiền không? Ok, chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.